shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một số cập nhật mới trong game nhá. Và mình vừa mới khám phá một cái cập nhật, nói chung nó cũng khá là hay trong OB26, đó chính là trở thành bạn thân cùng với một người bạn nhá. Thì khi mọi người chúng ta trở thành bạn thân ấy, sẽ có một cái phù hiệu nó rất là đẹp này đó. Và khi mọi người chúng ta chơi chung với nhau nhiều ấy, tích lũy điểm này, sẽ có một cái hộp quà. Theo mình lấy hộp quà đó khi mà mở ra ấy, có quà rất là ngon đó. Và anh em có tò mò là trong OB26 này chúng ta có những cái gì, kèm theo là vòng quay vàng sắp tới chúng ta sẽ là trang phục gì không, thì nhớ xem hết video nhá. Và mọi người đang xem chúng ta đừng quên like, đăng ký này và chia sẻ giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đầu tiên chúng ta cùng đến với chức năng trở thành bạn thân với một người bạn. Mọi người sẽ có phù hiệu tình bạn kèm theo phần thưởng độc quyền, nó rất là ngon đúng không? Thì khi mọi người chúng ta muốn mời một ai ấy, người ta cần chấp nhận chúng ta mới trở thành bạn thân được nhá. Sau khi mà chúng ta trở thành bạn thân thì mọi người chương chơi cùng nhau này thì sẽ tăng cái điểm lên. Và mọi người thấy ấy, chúng ta có một cái hộp quà phía bên tay phải nhá. Thì hộp quà này ấy, mở ra sẽ có một cái phần quà rất là ngon cho anh em luôn. Và tiếp theo trong bản cập nhật sắp tới, mọi người sẽ có 4 cái đồ họa khác nhau cho mọi người lựa chọn nhé. Sẽ có từ mức trung bình đến mức cao này, đồ họa nó sẽ đẹp dần hơn đó. Và đâu mà chúng ta chơi những cái máy cấu hình cao ấy thì sẽ rất là thích đúng không? Còn bạn nào mà chơi những máy cấu hình cùi này thì anh em nhớ là chúng ta chọn vào cái mức thấp nhất thôi, ok. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với trang phục trong vòng quay vàng sắp tới nhé. Thì nói chung là mình cũng có tìm hiểu bên server nước ngoài ấy, nhưng mà tại sao là cái vòng quay trong mùa sau ấy mình thấy nó khá là đẹp nhở. Đó, nó khá là đẹp nhở. Kèm theo là một hộp quà phía trên, mọi người thấy không? Đó chính là hộp quà khi mọi người trở thành bạn thân nhá. Theo mình là có khả năng là gói này này, gói này sẽ vào vòng quay vàng hơn so với gói kia nhá. Vì gói kia mình thấy nó khá là đẹp luôn mọi người. Đó, đây chúng ta sẽ có hai gói trang phục này nhá, có nguy cơ sẽ vào vòng quay vàng. Mình vẫn chưa biết là gói nào vào, vì server chúng ta và server nước ngoài ấy thường người ta nó khá là khác nhau ấy mọi người đó, nên là mình vẫn chưa biết được. Ok, và nói chung là mình cho mọi người chúng ta xem hết 3 gói trang phục thôi. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến một cái sự kiện bên server Brazil ấy. Bên đây mình thấy có một cái sự kiện nó cũng khá là hay, nên là mình cho mọi người xem luôn nhá. Ok, ở đây mình sẽ truy cập vào cho mọi người xem. Và trong đây thì chúng ta sẽ có sự kiện tiêu diệt quái đó. Mọi người nhận huy hiệu này, xong rồi chúng ta sẽ tiêu diệt con quái. Đây, mọi người di chuyển đến từng điểm trên bản đồ nhá, sẽ nhận được một huy hiệu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mất 3 huy hiệu. Ui, tiêu diệt con quái kìa, nhận thêm được 4 huy hiệu nữa. Và chúng ta sẽ dùng mấy huy hiệu này ấy để chúng ta đổi sang quà nhá. Phần quà chúng ta có hộp súng này, có áo thánh phòng. Ok, và theo mình là nếu một ngày nhá, mọi người chơi hết nhiệm vụ trong đây thì mọi người phải đổi được tầm khoảng 2 hộp súng. Khoảng 2 hộp súng nhá. Đó, theo mình là 2 hộp súng cũng khá là ngon đúng không? Rồi, đây là một số sự kiện mới ở server nước ngoài thôi. Mọi người đang xem ấy, nếu chúng ta muốn có 10k miễn phí này thì anh em đăng nhập vào shop mình, tỷ lệ quay trúng kim cương cực cao, rút cực nhanh, chỉ từ 30 giây tới 1 phút thôi. Ok, tiếp theo bên server nước ngoài có sự kiện giảm giá này, để mình xem nhá. À, bên đây chúng ta có 3 vé sale, để mình xem mình giảm được bao nhiêu phần trăm. 80-65 này, ui, mình giảm được ngon đấy nhở. Trang phục khủng long chỉ còn 400 kim cương thôi. Ui, theo mình là mình giảm được khá là hời đấy. Bên server nước ngoài mình được giảm như thế này thôi, chứ bên server Việt Nam thì chắc là không được như thế này đâu anh em. Đó, không được như thế này đâu. Đây là mình được giảm bên server nước ngoài thôi.
mong là đến cái lúc bên server Việt Nam ấy mình cũng được giảm giá như thế này đó, thì nó rất là ngon đúng không? Chứ còn bên server nước ngoài thì nói chung là mình cũng không mua. Bên đây mình còn có 2 kim cương thôi. Đó, có bên đây có vòng quay bay màu này. Phần quà nó ngon hơn bên server bên chúng ta đúng không? Mọi người thấy là bên đây nó phần quà nó vẫn ngon hơn. Có ba lô linh hồn hải tặc này. Ok, thì đây là một số sự kiện mới mình đưa tới anh em. Hy vọng mọi người đang xem, chúng ta đừng quên like, đăng ký, chia sẻ giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Video của mình cũng kết thúc đây thôi. Bye bye anh em. Hẹn lại anh em trong video tiếp theo. Hay hơn, mới hơn nhá. Và bye bye.